chị biết đường nào qua cải collection bán túi si không? Biết, lên xem. Bán 7 năm rồi, bây giờ mới được một cái clip chỉ đường nghiêm túc nè mấy bà. Đây là đường Nguyễn Hữu Cảnh nha, tôi bắt đầu xuất phát từ chung cư The Manor nè. Mấy bà chạy thẳng đi qua cầu Thủ Thiêm nè, qua ngã tư Ngô Tất Tố nè. Rồi tiếp tục đi thẳng hoài luôn. Nhìn bên tay phải có đường Phạm Viết Chánh nè, ngay đèn xanh đèn đỏ. Ngay góc thì có cái Brew Bar. Quẹo phải vô đường Phạm Viết Chánh, nhìn thẳng thì mấy bà sẽ thấy cái chung cư Phạm Viết Chánh nè. Rồi đi một xíu thì gặp cái ngã ba rẽ trái cho tôi. Tiếp tục đi thẳng chạy qua cái công viên bên tay phải nè, qua cái quán ốc sữa luôn. Rồi thấy cái bảng giặt giấy 3F nào, quẹo vô là tới nha mấy bà. Hướng đi thứ hai là bắt đầu sẽ đi vô shop tôi từ cầu Thị Nghè nè. Đó, đây là cầu Thị Nghè nha. Mấy bà chạy thẳng vô có cái bảng khu phố văn hóa. Rồi mấy bà chạy thẳng qua chợ, đi lên một xíu thì sẽ gặp cái ngã năm nha. Đây, tới cái ngã năm thì mấy bà quẹo phải vô đường Huỳnh Mẫn Đạt. Đi thẳng lên xíu gặp Phạm Viết Chánh, rẽ trái là tới rồi nè. Đó, rồi quẹo trái nè, đi qua cái nhà thuốc Long Châu ta đùng bên tay phải. Qua cái ngã rẽ Nguyễn Công Trứ thì lại gặp cái bảng giặt giấy 3S đây rồi. Chạy thẳng vô cuối hẻm nhà bên tay phải là tới shop rồi nè. Số 67/29. Đó, anh cả đang đứng ngoài sân, anh đón khách kìa.